Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Dân trên Youtube. Hôm nay, Hoàng Vinh xin mời các bạn nghe tập 148 Đại Kiếp Chủ, tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, nhóm dịch tiêu giao. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 689 Lấy được ma thu rồi. Cuối cùng, vẫn trạm sát được ma vật này. Trên tường thành, không khí nhất thời lộ ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy chuyện này liên quan tới một hồi đổ đấu giữa đạo tử, nhưng mà đối với những tướng sĩ đóng ở ma biên mà nói, cái được chú ý hơn vẫn là có thể trạm sát được ma vật này hay không. Phương Nguyên lúc trước cũng từng tìm hiểu từ sau khi Nam Hải xuất hiện Hồng Quang, ma biên cũng xuất hiện rất nhiều dị triệu. Rõ ràng nhất chính là hắc ám ma tức bỗng nhiên nồng đậm hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến cho hắc ám ma vật nhiều hơn mấy lần. Kỳ thật, trong khu trực thuộc của thập đại thần quan hiện giờ đã có một số yêu ma không khống chế được xuất hiện cũng không chỉ là trấn ma quan mới có ngoài trấn ma quan xuất hiện một con chỉ là ma vật cách thần quan quá gần hơn nữa liên tục ba lần không dạo sát thành công bởi vậy mới là vấn đề nghiêm trọng nhất mà thôi nếu tới gần ma quyên hơn không biết còn có phát hiện bao nhiêu ma vật đáng sợ hiện giờ ngưu ma đầu bị trảm chính là một chuyện tốt có điều các tu sĩ vui mừng phía cửu trùng thiên là biểu hiện sự trầm mặc một cách rõ ràng có một loại bầu không khí khiến cho người ta cảm thấy áp lực ngay cả mạc phi lưu cùng với mấy vị trưởng lão bác quan thành ai nấy đều lặng lẽ nhìn bọn họ quan sát thần sắc dù sao lần đọ sức này biểu hiện của hai bên cách biệt quá lớn biểu hiện của cửu trùng thiên thái tử lý thái nhất cũng có thể nói là không tồi vừa tới liền lấy ra một đạo trận thế thượng cổ hoàn chỉnh lại nói rõ trong tay mình còn có rất nhiều cổ trận nội tình này đã vượt quá sức tưởng tượng nhưng ai có thể ngờ dòng tình đảo đạo tử này còn hay hơn trực tiếp lấy ra một đạo đại viên nhược khuyết trận mà tự mình thô diễn cũng có trọng dụng đối với trong quân ma biên quân trận thượng cổ đương nhiên hiếm có có thể giúp cải thiện rất nhiều trận thế của ma biên hiện tại nhưng mà đại viên nhược khuyết trận đã không chỉ là cải thiện mà là có thể trực tiếp thay thế rất nhiều quân trận ở ma biên trên lệch giữa hai bên đã rất rõ ràng bởi vậy quyền giáp cờ đen đại biểu cho Phương Nguyên đoạt được ngưu thủ. Các tu sĩ cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Đây giống là một chuyện rất đương nhiên. Chỉ là nghĩ tới thân phận của đế tử Lý Thái Nhất trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cũng hy vọng đại nhân vật này đừng tự nhiên đâm ngang, thành thật nhận kết quả này. Thua trong tay của thiên tài trận đạo như đạo tử cũng không tính là quan uổng rồi. Phương đạo tử rất không tội trong một mảng không khí áp lực lý thái nhất bỗng nhiên bình tĩnh cười cười quay đầu nhìn phía phương nguyên nói ta đã sớm nghe nói ngươi từng đoạt được danh hiệu khôi thủ trong đại đạo lục khảo trung châu trước đó không lâu ngươi là chư vị thiên kiêu cùng vào long tích cũng dựa vào sự lý giải đối với trận thế thái cổ lập được công lớn bất thế ta đã biết ngươi là thiên tài trận đạo rồi mà nay chính mắt nhìn thấy biểu hiện trên trận đạo của ngươi mới biết thì ra ngươi không chỉ là thiên tài trận đạo mà thôi, nên gọi ngươi là kỳ tài trận đạo bất thế mới đúng. Các tu sĩ nghe vậy, trong lòng thở phào, tâm sinh kính ý đối với vị thái tử điện hạ này, không ngờ hắn lại rộng lượng như vậy. Phương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cũng từng được dị nhân truyền pháp, cũng không tính là gì, điện hạ quá khen rồi. Lý Thái Nhất cười khẽ lắc đầu nói, con đường trận đạo không giống tu hành, có người truyền pháp cũng phải tự mình học được mới được. Ta cũng không phải nịnh ngươi, thật sự rất bội phục ngươi, chỉ có điều... Hắn hơi dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Việc đã đến nước này, ta vốn nên nhận thua, chỉ là quan này rất ý nghĩa, cho nên đừng trách ta đắc tội. Sao? Lý Thái Nhất nói rất khách khí, người chung quanh nghe vậy trong lòng liền thắt lại, lờ mờ cảm nhận được ý tứ khẩn trương nào đó, cũng đúng lúc này chỉ thấy ngưu đầu ma đó bị trảm đầu bị quyền giáp cờ đen đoạt được sinh linh hắc ám chung quanh cũng bởi vì bỗng nhiên mất đi sự chấn nhiếp của dương quy mà xuất hiện bối rối tạm thời bị những quyền giáp đó dẫn người giết tan sau khi khoái kỳ chạy đến người cầm đầu chính là một vị thực lực mạnh nhất trong quyền giáp cờ đen phía phương nguyên tay phải hắn giơ lên cao đỡ đầu ngưu đầu ma đó phía sau là thân kỵ binh và bảy đồng liêu hộ tống chư vị thần tướng trong quyền giáp cờ vàng tuy vẫn có sức đánh một trận nhưng mà cũng không xong lên cướp chỉ ở bên cạnh cười to xem ra ít nhất thì trong lòng của bọn họ thắng bại đã được phân rồi nhưng cũng vào lúc quyền giáp cờ đen tay cầm ngưu đầu ma hừng hực chạy đến lại đột nhiên nghe trên tường thành một tiếng pháo vang lên sau đó chỉ thấy một lá cờ vàng bay lên trời phần phật xòe ra cực kỳ chói mắt theo cờ vàng này xòe ra trong thần quan bỗng nhiên có một người xông ra ngoài. Các tu sĩ nhìn lên, không ngờ phát hiện đó là một người giảm dở, thân mặt quyền giáp, dáng người cực kỳ cao lớn. Trên chiến trường này, so với người khác cưỡi ngựa thì còn cao hơn, giống như một núi nhỏ. Trong tay cầm một cây đại đao màu đen, dài chừng hơn ba trượng, bên cạnh có một con mảnh thú toan nghề, thân dài bốn năm trượng đi theo, hung diễm hừng hực, bốn gió đạp lửa ầm ầm lao ra. Là hắn à? vừa thấy người này xuất mã cả chiến trường đều trở nên im lặng giống như một thần hùng khí của hắn chận nhịp ngay cả trên tường thành các tu sĩ cũng biến sắc vô cùng khẩn trương nữ thần tướng mạc phi lưu vội la lên hắn được điều đến trấn ma quan lúc nào thế trưởng lão bác quan thành cũng biến sắc quá khẽ việc điều động không dưới danh nghĩa của ta ta cũng không biết việc này nói đến một nửa hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửu trùng thiên thái tử vừa nhìn một cái, không nói cũng hiểu. Lấy ma thủ đi. Cự hắn đó vừa xong ra, tuy không có tòa kỵ, tốc độ lại nhanh vô cùng. Nhảy mắt đã chạy được mấy trăm dặm. Ở trước người gặp phải hắc ám ma vật, điều trực tiếp không thèm nhìn. Dựa vào nhục thân của mình hất bay, sau đó trực tiếp lao về phía quyền giáp cờ đen đang cầm đầu ma vật, tay trực tiếp đoạt đi đầu lâu. Là cự linh thần à? Sao hắn lại ở đây chứ? chúng ta đã thua rồi, ngươi đừng lại đi. Xem ra, cử hắn này ở Ma Biên cũng có hung danh hiện hách. Vừa thấy hắn trên chiến trường, bất kể là cờ đen hay là cờ vàng, chư vị quyền giáp thần tướng đều biến sắc. Quyền giáp cờ đen nghinh đón quy thế này của hắn, vô cùng kinh sợ, ngay cả quyền giáp cờ vàng cũng đoán được ý đồ của hắn. Dối vàng hét lớn, nhắc nhở hắn thắng bài đã phân, đừng có tranh đoạt ma thủ với người ta. Mệnh lệnh ta có được, chính là không tiếc tất cả cướp lấy ma thủ này. Nhưng cự hán đó, nên đón những lời nhắc nhở này lại quá khẽ, trực tiếp xông tới. Quyền giáp cờ đen cầm đầu chấn động, dỗ dàng dừng thế tới, tốc độ chậm lại. Bị dị quyền giáp cờ đen hợp lại thành đại viên nhược quyết trận. Chỉ là hắn vừa rồi, dù sao cũng đi quá nhanh, mấy người khác bị bỏ lại sao. Trong nhất thời dội dàng hình thành trận thế, còn không để pháp lực vận chuyển thoải mái đã thấy cự hán đó xông tới trước người cũng chẳng buồn để ý trực tiếp đánh tới thế lao này của hắn rất mạnh cho dù là núi cao cũng đổ sập tám gã quyền giáp đó làm sao có thể ngăn được chứ cơ hồ là trong chớp mắt cả người lẫn ngựa còn cả binh khí pháp bảo trong tay đều bị cự hán này đánh bay đầu của ma vật trực tiếp bay đến trong không trung còn toàn nghề đó nhảy lên ngậm vào miệng đi cự hán đó đoạt ma vật cười ha hả, xoay người, dẫn theo toàn nghề chạy đi. Thế công này của hắn đơn giản dứt khoát. Chính là vậy, người xung quanh không ngờ là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bỏ đi. Thì ra là quân cờ cuối cùng của ngươi chính là quan ngạo à. Trên tường thành, nhìn thấy dị biến này, sắc mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng. Không ai ngờ, rõ ràng là thắng bài đã phân, cuối cùng là vẫn xuất hiện một biến số như vậy chẳng trách cửu trùng thiên Lý Thái Nhất lúc ban đầu chỉ điều động bảy tên người giáp, thì ra để là một chiêu cuối cùng này. Phương Nguyên lúc này sắc mặt đã vô cùng âm lãnh, trong lòng cuồn cuộn, hắn nhìn Lý Thái Nhất, chỉ thấy vị thái tử điện hạ kia chấp tay sau lưng, khí vũ hiên ngang, lẳng lặng nhìn chiến trường, dường như là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn không biết quan hệ giữa mình và quan ngạo sao chứ? Đó là không thể rồi. Người này ngay cả việc mình ở trong long tích thể hiện sự nắm giữ đối với trận đạo thái cổ cũng biết vậy chứng tỏ hắn đã nghiêm túc tìm hiểu chi tiết của mình không có đạo lý nào lại không biết quan ngạo từng chung hoạn nạn với mình vô số năm hắn lúc này cố ý giữ quan ngạo làm quân cờ lật bàn cuối cùng vậy chỉ có một nguyên nhân hắn là cố ý muốn làm cho mình xem như vậy hắn là muốn biểu hiện điều gì chứ thể hiện năng lực nắm giữ mạnh mẽ của mình đối với ma biên sao quan ngạo xuất hiện ở trấn ma quang e là ngay cả trưởng lão bác quan thành cũng không biết bởi vì lúc trước trấn ma quang tổn thất không ít thần tướng vốn đã xuất hiện một số điều động mà lý thái nhất tất nhiên là biết điều động này thậm chí là an bài hắn làm ra cho nên khi hắn lựa chọn hào bài trực tiếp lấy một khối dưới cùng hắn biết đó chính là hào bài của quan ngạo mà mượn người của Phương nguyên làm hỏng đại sự của vương nguyên cũng là một lần đả kích trầm trọng đối với thành danh của vương nguyên thậm chí là thị quy mấu chốt hơn là hắn đoạt được chức thần tướng thủ quan của trấn ma quang cũng đại biểu cho quan ngạo từ giờ trở đi sẽ trở thành người giữ trương hắn thậm chí là cái mạng nhỏ của quan ngạo cũng bị hắn nắm giữ trong tay dù sao ở ma biên chủ tướng có đại quyền sinh sát đối với phó tướng chủ tướng bảo người đi chết phó tướng không thể không chết ở ma biên muốn giết một người là chuyện rất dễ dàng nắm giữ quan ngạo trong tay của hắn cũng có thêm một phần kiềm chế đối với phương nguyên phương nguyên trong nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều thứ đoán được rất nhiều ý đồ sắc mặt cũng âm trầm hơn mà mắt thấy quan ngạo sách đầu ma vật đang lao về phía thần quan lý thái nhất bỗng nhiên quay đầu cười cười với phương nguyên nụ cười của hắn vẫn rất hòa khí nhưng có thêm mấy phần ý tứ sâu không lường được ai có thể ngờ được vị thái tử điện hạ nhìn thì ôn hòa nho nhã không ra tay thì thôi vừa ra tay đã chính là lôi đình vạn quân rồi nhìn nụ cười của hắn phương nguyên trầm mặt rất lâu bỗng nhiên thấp giọng quát quan ngạo đưa đầu ma vật đây chương 690 không trao đổi với người thanh âm của phương nguyên cũng không lớn nhưng mà vận chuyển pháp lực lại đủ để truyền ra mấy trăm dặm các tu sĩ chung quanh đột nhiên biến sắc ánh mắt vội vàng nhìn tới. Hiện giờ tình thế đã rất rõ ràng, lúc này ngoài thần quan, quan ngạo, thân hình khôi ngô đang dẫn theo toàn nghề, quy phong lẫm liệt chạy về. Một thần hùng khí của hắn đáng sợ vô cùng, gặp hắc ám ma vật chặn đường, thậm chí chẳng buồn bận tâm, trực tiếp lao tới đâm nát. Mà quyền giáp cờ đen sau lưng của hắn, lúc này cũng không đuổi kịp, hay là chạy lên cũng chẳng làm gì được. Đối với vị cự linh thần quy phong lẫm này ở Ma Biên, các quyền giáp thần tướng đều biết không đối phó được với hắn. Mà lúc này, mắt thấy hắn cách thần quang chỉ còn không đến trăm dặm, đại cục đã định, không ai có thể đoạt được ma thủ từ ở trong tay của quan ngạo. Cửu trùng thiên thái tử cũng nắm chắc chức trấn ma quan thủ quan, cho dù trưởng lão bác quan thành cổ thiết và nữ thần tướng Mạc Phi Lưu lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kết quả này thôi. Bọn họ cũng biết Trận đọ sức này đến hiện tại đã có chút không công bằng, lại không thể nói gì được. Điều động tướng thủ thành Trấn Ma Quan không qua hai người bọn họ, thậm chí là cố ý giấu giếm bọn họ. Đợi cho tới lúc này, bọn họ mới biết ngọn nguồn. Nếu nhất định muốn đi ra, chắc hẳn cũng có thể tìm được người an bài điều động này, nhưng vậy thì sao chứ? Đối phương vốn có quyền điều động, chỉ là không nói với bọn họ mà thôi, bọn họ sao có thể chuyện bé xé to được? nếu cứ muốn nói, vậy thì chỉ có thể nói thủ đoạn của Thái tử Điện Hạ này quá cao minh. Hoặc là nói, lực nắm giữ cửu trùng thiên bọn họ đối với thế cục ma biên này thực sự là quá mạnh rồi. Mà trong một mảng áp lực này, lão chấp sự của dòng tình đảo ở phía sau Phương Nguyên trong lòng hơi trầm xuống, không nhìn được, có chút chua xót nhìn Phương Nguyên. Tuy trong lòng của hắn cũng tức, nhưng mà phần lớn lại là bất đắc dĩ. Cửu trùng thiên mượn nội tình của mình lập tức lật bàn trận đỏ sức này hắn chắc không thua. Theo hắn, tuy là Phương Nguyên thua bất đắc dĩ, nhưng thua cũng không quan. Trong tình đảo ở Ma Biên, cũng có nội tình và an bài của mình. Trước đó, hắn cũng thử hỏi Phương Nguyên có mượn những nội tình này không, nhưng mà Phương Nguyên trực tiếp cự tuyệt. Hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể bằng vào thực lực thắng một dáng này, cho nên không muốn sử dụng những thủ đoạn đó. Nhưng mấu chốt là, đỏ sức giữa đạo tử, nhất cử nhất động đều dẫn động đại thế thiên hạ, nào có chuyện dựa vào thực lực. Phương Nguyên dù sao cũng vẫn là thay đổi giữa chừng, không hiểu được tranh đấu ở cấp độ này. Dựa vào thực lực để tranh đấu, đó là lý niệm mà các tán tu mới tuân theo. Hiện giờ chỉ hy vọng đối phương chuyện giữ quan ngạo, chuyện hắn đòi lấy long hồn trong tay của Phương Nguyên. Nếu có thể dùng mấy long hồn để mà xoay chuyển thế cục này, dông tình đảo cũng xem như có lợi. Sau đó đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy câu đó của phương nguyên trong nhất thời bọn họ thậm chí cảm thấy có chút kinh sợ dòng tình đạo tử này điên rồi à nếu luận về quân lực nghiêm khắc quân luật ma biên không có gì so sánh quân lệnh đã hạ đó chính là kỷ luật nghiêm minh bất kể sinh tử không thể kháng cự quan ngạo vốn là nghe lệnh của cửu trùng thiên đế tử hắn đoạt được ma thủ cũng nên giao cho cửu trùng thiên đế tử nếu không thì chính là kháng mệnh theo pháp lệnh trong quân đó chính là tội lớn phải lên lôi phạt đài. Phương Nguyên sao lại nói ra chứ? Người muốn quan ngạo mất mạng à? Càng khiến cho người ta không ngờ, dưới thần quan, quan ngạo đang chạy vội về, nghe thấy thanh âm cũng không gian lắm này. Đột nhiên thấy đi chậm lại, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Mà ở bên cạnh hắn, còn toàn nghề hung phong lẫm liệt đó cũng lập tức mặc lộ vẻ quảng sợ, vô cùng cảnh giác ngẩng đầu, lén lút nhìn xung quanh sau đó trên tường thành xương xanh trên mặt của phương nguyên chậm rãi tan đi để lộ ra chân thần của hắn phương tiểu ca quan ngạo nhìn thấy phương nguyên nhất thời trên khuôn mặt giống như từ gan thép đúc thành lộ ra vẻ kinh hỉ mà con toan nghe thì kinh hãi nhảy dựng lên đuôi theo bản năng cụp lại không ngờ ngươi cũng đã tới ma biên rồi quan ngạo mừng rỡ vừa thấy phương nguyên liền lập tức quên đi tất cả phi thân nhảy lên không trung kích động đạp hư không mà đến, trực tiếp bay đến trên thần quang. Muốn nói là nhất thời nói không nên lời, muốn đi lên ôm Phương Nguyên, lại thấy trên người Phương Nguyên áo xanh sạch sẽ, không dám làm bẩn si mi của hắn, chỉ tuét miệng cười to, xoa xoa tay mà còn toàn ngày đó vẫn đang ngập ngừng, không biết nên tới hay là rời khỏi. Nhưng mà thấy Phương Nguyên nhìn mình, cũng chỉ có thể dội dàng, cụp đuôi, đi lên tường thành, cúi gặp đầu. Phương Nguyên nhìn hai người bọn họ chỉ cười cười vỗ vỗ cánh tay quan ngạo sau đó hắn liền giơ tay lên vuốt một cái đầu có ngưu đầu ma trong miệng toan nghê bay đến trong tay hắn trên tường thành tất cả mọi người biến sắc trong lòng sinh ra suy nghĩ phức tạp mà phương nguyên thì lắc lư cái đầu này ở trưởng lão bác quan thành sau đó thuận tay ném tới dưới chân cửu trùng thiên thái tử người thắng ròa phương nguyên nhìn hắn lẳng lặng nói Cửu trùng thiên thái tử vẫn chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình, cũng không mở miệng đáp lại. Không thể, sao có thể xuất hiện chuyện này chứ? Trên tường thành, một mảng yên tĩnh, nhưng yên tĩnh không lâu, liền nghe một vị âm thị phía sau lưng của cửu trùng thiên thái tử kêu lên. Nếu một hồi đỏ sức là có thể dùng loại thủ pháp này để mà định ra thắng bại, chứ vị trưởng lão không cảm thấy giống như là trò đùa sao? Mấy vị trưởng lão của bác quan Thành và Tiên Minh cùng với nữ tướng Mạc Phi Lưu lúc này sắc mặt khác nhau, nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khó xử. Đối mặt với chất vấn của âm thị cửu trùng thiên, bọn họ nhất thời không đáp lại, chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Một hồi đổ đấu giữa thánh địa đạo tử, không ngờ lại xuất hiện loại kết cục này, quá thật là bất ngờ. Càng khó có thể chấp nhận là, chẳng lẽ một vị thần tướng ma biên công quân đầy rẫy lại sắp trở thành vật hy sinh của trận đỏ sức này sao? Lâm trận kháng mệnh, không biết đã phải nhận tội gì. Cũng trong một mảng trầm mặt này, cửu trùng thiên thái tử bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng hỏi một câu. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão bác quan thành và tiên minh lập tức trở nên khó coi. Bọn họ lo lắng nhất chính là điều này. Quan ngạo ở Ma Biên cũng không phải là hạng người vô danh. Hắn dũng mãnh thiện chiến, sức khỏe vô song, lên chiến trường cũng vô cùng hung mãnh, ngoại hiệu cự linh thần. Hơn nữa, hàm hậu trung thực, thường ngày cũng rất tuân theo quân lệnh. Có thể nói là một hổ kỵ mà mỗi một vị tướng thủ thành, thần quan đều thích. Ở trên Ma Biên đã có danh hiệu Tứ Đại Quyền Giáp. Cho dù trưởng lão bác quan thành cũng có nghe nói. Nhưng mà cho dù vậy, cũng không thể ngang nhiên cãi lại quân lệnh. Càng nổi danh thì càng dễ bị người ta chú ý, lôi làm một điển hình. Bọn họ thậm chí có chút căm giận nhìn về phía quan ngạo. Vị quyền giáp thần tướng danh chấn Ma Biên này sao lại không có đầu óc vậy chứ? Chẳng lẽ hắn lại không biết quân luật nghiêm minh, cho dù quan hệ cá nhân với Phương Nguyên, lúc này cũng phải lấy đại cục làm trọng. Nghe thấy một câu của Phương Nguyên, lại lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đưa ma thủ cho Phương Nguyên. Đây chẳng lẽ là ngay cả một thân quân công của mình, thậm chí là tính mạng của mình, cũng không cần nữa sao? Cho dù ngươi là quyền giáp thần tướng, chiến công đầy rẫy, xúc phạm quân luật ma biên, vậy cũng phải giết không tha. Huống chi, hiện giờ muốn truy cứu ngươi còn đường đường là cửu trùng thiên thái tử điện hạ có điều nên đón những ánh mắt vừa quán trách vừa lo lắng như vậy bản thân của quan ngạo không hề phát giác dường như không biết là đại họa lâm đầu lúc này chỉ toe toét miệng cười hưng phấn xoa xoa tay ánh mắt kinh hỉ nhìn phương nguyên bộ dạng không để ý tới gì hết sao lại giống như đồ ngốc vậy trong lòng các tu sĩ đều thở dài ta cũng biết quan ngạo đưa ma thủ cho ta chính là xúc phạm quân lệnh của ma biên. Mà Phương Nguyên lúc này cũng không có biểu hiện gì đặc thù. Thấy tất cả mọi người đều là bộ dạng trầm trọng. Hắn là bỗng nhiên cười cười, lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nói với trưởng lão bác quan thành cổ thiết. Ta có biện pháp nào giúp hắn chuộc tội không? Người... Cổ thiết trưởng lão nghe thấy những lời này, không khỏi tức giận. Hắn dạng lần không ngờ, lúc này Phương Nguyên lại có thể thoải mái như vậy không ngờ hoàn toàn không coi chuyện này ra gì không nhịn được nhìn cửu trùng thiên thái tử phẫn nộ quát phương đạo tử ăn nói cho cẩn thận pháp lệnh ma biên như sắt như núi đã vào ma biên vậy thì kỷ luật nghiêm minh người nói những lời này vậy coi pháp lệnh của ma biên ta thành cái gì chứ ta lần đầu tiên đến ma biên nhưng còn thói quen pháp lệnh ma biên hơn người phương nguyên cắt ngang lời hắn quay đầu nhìn về phía nữ tướng mạc phi lưu bác quan thành chủ bạch bào chiến tiên chính là tôn sư phải không? Cũng là thống soái của ma biên này. Trong pháp lệnh của ma biên có giết, hắn có quyền đặc xá cho chiến tướng, cho nên lát nữa xin mạc tiên tử về thành thương lượng với lệnh sư một chút, xem ta có thể trả giá một số trận thế có trọng dụng đối với trong quân để mà đổi lấy sự trừng phạt nhẹ hơn cho quan ngạo không? Nữ tướng Mạc Phi Lưu nghe thấy những lời này thần sắc hơi khựng lại quá khẽ. Việc đặc xá đã ngàn năm không có rồi phương nguyên lại cắt ngang lời của nàng ta ba mươi sáu đạo long hồn có được không vậy nữ thần tướng mạc phi lưu đột nhiên hít một hơi lạnh một câu nghẹn trong họng không nói ra được bác quan thành cổ thiết cũng đã biến sắc thất thanh nói nhiều như vậy à không biết có bao nhiêu ánh mắt lúc này đều nhìn lên mặt của phương nguyên giống như thấy quỷ người bên cạnh phương nguyên cũng đau lòng không thôi một đạo là đủ rồi chứ mạc phi lưu lắc lắc đầu vội vàng hỏi Ngươi thật sự muốn lấy ra 36 đạo long hồn để mà chuộc tội cho hắn à? Phương Nguyên chỉ khẽ lắc đầu nói. Không phải muốn lấy long hồn ra chuộc tội, mà là ta lúc ban đầu đã chuẩn bị lấy ra 36 đạo long hồn để ban cho tướng sĩ Ma Biên. Nhưng mà nếu các ngươi không miễn tội cho quan ngạo, vậy 36 đạo long hồn này ta không cho nữa. Mạc Phi Lưu ngay ra một thoáng mới hiểu được ý tứ của những lời này, tâm tình kích động, Nàng ta không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Sau khi ta về thành, lập tức đi cầu kiến sư tôn. Làm xong những việc này, Phương Nguyên mới cười cười, quay sang trưởng lão bác quan Thành nói. Cái khác không nói, ma thủ này ta lấy được trước. Vậy theo quy tắc đỏ sức lần này, có phải vị trí tướng thủ thành trấn ma thần quan đã thuộc về ta hay không? Vị trưởng lão bác quan Thành kia nhìn quan ngạo, khẽ nhíu mày, trầm mặt một hồi mới nói. Nên là như vậy. Được, vậy thì tốt rồi phương nguyên gật đầu sau đó xoay người nhìn về phía lý thái nhất thản nhiên nói ngươi có phục không cửu trùng thiên thái tử điện hạ quay đầu nhìn phương nguyên chỉ cười cười không đáp lại dù sao ngươi cũng là cửu trùng thiên thái tử cho nên ta cũng không thấy được nhiều thứ không vừa mắt trên người ngươi phương nguyên vẫn nhìn hắn tiếp tục nói cho nên ngươi làm nhiều chuyện loạn thất bát tao như vậy chẳng qua là muốn ngấp nghé long hồn trên tay ta nhân lúc ta vẫn còn chưa đứng vững cho nên trước tiên điều quan ngạo tới để mà tiện trao đổi với ta sắc mặt của lý thái nhất vẫn thản nhiên không muốn trả lời vào lúc này nhưng mà ta vì sao phải trao đổi với ngươi chứ phương nguyên vẫn lại nói từng câu một lọt vào tai của mọi người thành âm của hắn rất bình tĩnh lại giống như ẩn chứa sự chê cười vô biên dù sao ma biên cũng có nhân vật tuyệt thế như bác quan thành chủ bạch bào chiến tiên cho dù ta phải trao đổi cũng là tìm hắn, người con ngông cuồng tới mấy cũng chỉ là một thái tử một ngàn năm trăm năm mà thôi, máu chốt nhất là sắc mặt của lý thái nhất lạnh lùng nhìn về phía phương nguyên là thế nào đến ma biên không nghĩ tới lập chiến công dựa vào bản sự mà nói chuyện lại muốn làm những chuyện bàn môn tả đạo này thanh âm của phương nguyên bỗng nhiên trầm xuống điềm nhiên nói nếu không có chí tiến thủ qua một ngàn năm trăm năm nữa ngươi cũng vẫn chỉ là một thái tử thôi. Chương 691 Cút ra khỏi thần quan của ta Lớn mật Thật là quá đáng Không ngờ dám nói những lời vô tri như vậy Tiếng quát khẽ một tiếng của Phương Nguyên Vừa ra khỏi miệng Trong sân đột nhiên như ông dở tổ Bất kể là nữ thần tướng Mạc Phi Lưu Hay là trưởng lão bác quan thành cổ thiết Cùng với trưởng lão tiên minh đều biến sắc Mà lão âm thị Mấy vị trận sư cùng với mấy lão tu vẫn không mở miệng nói chuyện ở phía sau cửu trùng thiên thái tử lại giống như bị lửa đốt biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi đều đứng lên thanh sắc câu lệ trực tiếp chỉ vào mũi phương nguyên quát lớn mà khi quát mắng phương nguyên cũng đều vừa kinh sợ nhìn về phía cửu trùng thiên thái tử không ai biết vị thái tử này liệu có bị những lời này chọc giận làm ra chuyện gì hay không cũng không biết nếu hắn nổi giận xuất thủ trong sâu ai có thể ngăn cản hắn chứ? Vị Thái tử Điện Hạ này rất thần bí, hắn từ 1.500 năm trước đã chính là một trong những thiên kiêu đứng đầu thế gian. Về sau được phong Thái tử, nhưng bắt đầu từ khi đó lại ẩn nhẫn 1.500 năm, không ai biết tu vi bi của hắn rốt cuộc là thế nào. 1.500 năm trước, lúc hắn được phong làm Thái tử, chính là khi hắn vừa thành tựu tử đan, nhưng mà hiện giờ ai biết được hắn đã đến cảnh giới nào. Nguyên nhân rất đơn giản, trong 1.500 năm này không ai thấy hắn xuất thủ. Với thân phận của hắn, cũng có chuyện gì cần hắn xuất thủ chứ? Cũng là vị cửu trùng thiên thái tử này, hiện tại chỉ là ánh mắt dữ dội hơn mấy phần. chung quanh lại giống như bị phủ lên một tầng hàng khí, nhưng hắn vẫn đang cường hành áp chế tức giận trong lòng, chỉ lạnh lùng nhìn Phương Nguyên, im lặng không lên tiếng, trầm mặt như núi lửa. Mà sau khi Phương Nguyên nói ra những lời này, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Lý Thái Nhất thản nhiên nói. Không phải sao? Ngươi! Thấy Thái Tử Điện Hạ đối mặt với dòng tình đạo đạo tử, khí thế bức nhân vẫn không nói gì. Âm thị bên cạnh đã không nhìn được. Hắn rõ ràng rất hiểu Thái Tử Điện Hạ nhà mình. Huống hồ, chủ nhục thần chết. Lúc này, Thái Tử Điện Hạ bị người ta vũ nhục. Tuy là Điện Hạ tự thị thân phận, không trực tiếp lên tiếng cãi lại nhưng nếu mình lúc này mà không lên tiếng, điện hạ nuôi mình có tác dụng gì chứ? Bởi vậy, hắn trực tiếp nhảy ra, vẻ mặt tức giận, nhìn về phía phương nguyên quát lên. Dông tình đảo phương đạo tử, nói chuyện cần phải trả một cái giá cực đắt đấy. Ngươi đừng thật sự cho rằng, mình tay cầm long hồn thì không sợ gì hết. Quy của cửu trùng thiên đế tử, há có thể khinh thường sao? Hôm nay, ngươi nói những lời này, vậy thì chuẩn bị thừa nhận lửa giận của cửu trùng thiên ta bất kể là ai cũng đều như vậy cả. Ta chính là dông tình đảo đạo tử, tướng thủ thành trấn ma quan. Phương Nguyên trực tiếp cắt ngang lời của hắn, điềm nhiên nói, lão nô ngươi dám quy hiếp ta. Âm thị đó nghe vậy, hơi ngẩn ra. Đối mặt với thần quy của Phương Nguyên, cho dù là hắn lúc này cũng không nhịn được mà trong lòng cả kinh, nhất thời á khẩu không nói được gì. Mà lúc này Phương Nguyên cũng quát lên, cút khỏi thần quan của ta. Lúc này hắn đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm quang chém thẳng ra. Khó có thể hình dung được quy thế của một kiếm này. Phương Nguyên bước ra một bước, quyền thiết thạch chuyên, vô cùng cứng rắn dưới chân, liền xuất hiện từng vết rạn giống như lưới nhện. Sau đó một thanh khí quyết của Phương Nguyên sôi sục thành khí cuồn cuộn, giống như sóng to ngập trời. Nhảy mắt, liền tràn ngập xung quanh. Không ngờ có vô số lông ảnh lờ mờ xuất hiện phủ kín hư không phía sau hắn. Nhìn qua, giống như đàn rồng múa lượn đảo loạn thiên địa mà theo long ảnh này bay múa lực lượng một kiếm trong tay của hắn phút chốc cũng tăng lên không chỉ ba bốn lần dám ám sát à trước người cửu trùng thiên thái tử lý thái nhất vị âm thị vẫn luôn phụng dưỡng bên cạnh cùng với hai gã hộ đạo giả bình thường đi theo phía sau một câu cũng không nói đều biến sắc lắc mình cản ở trước người cửu trùng thiên thái tử lạnh lùng hét lớn sau đó ba người đồng thời dùng pháp lực giống như một mảng mây đen pháp lực bành trướng vô hạn đánh thẳng tới phương nguyên vị âm thị kia cùng với hai gã hộ đạo giả đều là nguyên anh đỉnh phong tự nghĩ muốn ngăn cản phương nguyên chắc không thành vấn đề nhưng mà vừa giao thủ mới đột nhiên phát hiện lực lượng của phương nguyên mạnh hơn xa tưởng tượng của bọn họ mạnh tới một loại trình độ bất khả tư nghị một kiếm phá không mà đến loại lực lượng này không phải là pháp lực bọn họ trong lúc gấp gáp, ngưng tụ lại có thể ngăn cản được. Lực lượng của một kiếm này quả thực hơn xa tưởng tượng của bọn họ. Lập tức mặt mày đầy vẻ kinh hãi trong lòng sinh ra một ý niệm, lực lượng của hắn sao lại mạnh như vậy chứ? Trong ý thức của bọn họ, phương nguyên chỉ là thay đổi giữa chừng, gặp vận may trở thành dông tình đảo đạo tử. Nhưng mà thời gian trước sau không quá mấy tháng, một thân thực lực cũng rất rõ ràng. Từ lúc chuyện ở trong Long Tích truyền ra. Các tu sĩ đều biết, Phương Nguyên chỉ là một tiểu bối trẻ tuổi, vừa kết thành chí tu Nguyên Anh không lâu. Tất nhiên, tiềm lực vô hạn, nhưng mà dù sao cũng chưa trưởng thành. Tiểu bối như vậy, ba vị đại tu Nguyên Anh đỉnh phong đã đủ chế trụ hắn rồi. Ai có thể ngờ được, kết quả trên thực tế lại khiến cho người ta trố mắt đứng nhìn. Chỉ quy thế một kiếm này đã đủ chứng minh tu di hiện giờ của Phương Nguyên đâu phải là Nguyên Anh sơ cấp có thể so sánh chứ. E là Nguyên Anh cao cấp thậm chí là đỉnh phong cũng không bằng. Cho dù có tin tức nói hắn tiến vào động thiên bảo địa của dông tình đảo, cũng không nên mạnh như vậy. Nhưng bọn họ nào biết được, Phương Nguyên từ lúc ở dông tình đảo tham ngộ chính thành thiên công, hiểu đạo lý chí lẽ, đề thăng đối với kiếm đạo, vốn cực nhanh. Hơn nữa, hắn vì thô diễn thiên công, Bạch Miêu lại đưa dạng Long Hồn Châu vào liên trị, khiến cho nhục thân quán được hơn 70 đạo tinh khí Long Hồn trong dạng long Hục châu tẩm bổ. Ba người cùng mấy vị trận sư đều trực tiếp bị một kiếm này đánh bay. Cũng vào lúc này, mấy chục đạo long ảnh bọc trong kiếm chém thẳng tới trước người cửu trùng thiên thái tử. Pháp lực khó có thể diễn tả đều trút vào trong kiếm này. Kiếm quang bỗng nhiên xoay tròn, mang theo nhiều điểm sáng trong trẻo, giống như một cơn lốc xoáy cuồng bạo đáng sợ. Mỗi một tia kiếm khí đều mang theo lực lượng giống như có thể xé rách hư không, ầm ầm kéo tới. Ngay cả cửu trùng thiên thái tử cũng không ngờ tới một kiếm này. Trên mặt của hắn hiện lên một tia bất ngờ, lại lộ ra một chút chán ghét, vô cùng âm trầm. Trong thời gian 1.500 năm, hắn trở thành thái tử Hoàng Triều vẫn chưa bao giờ gặp phải đối thủ không nói quy củ như vậy. Hắn thật sự không muốn giao thủ với loại người lỗ mãn này. Nhưng dù sao, một kiếm này đã chém đến trước mặt của mình. Hơn nữa trong kiếm quan này, thật sự ẩn chứa khí tức mà ngay cả cũng cảm thấy có chút hung hiểm rơi vào đường cùng vẫn chỉ có thể quét tay áo ra một tay áo quét ra cũng là từng đạo kim quang lấp lánh trong nháy mắt bao phủ cả tòa thần quang lực lượng dồi dào tỏa ra Gia chạm với một kiếm đó của vương nguyên trong nháy mắt hai đạo lực lượng gia chạm nhau chung quanh đã là một cuồng phong gào thét các tu sĩ chung quanh đều đứng không vững dội vàng lui về phía sau mây vàng nổ tung loại lực lượng này khó có thể hình dung có thể gọi là vô kiên bất tội tường thành giữa chân chính là quyền thiết thạch dạng năm lát thành không thể phá dở nhưng mà dưới lực lượng này cũng dở ra những vết chạy. mà trên tường thành cơ quạt kiến trúc lại trực tiếp bị lực lượng này xé thành từng mảnh cuốn bay lên trời sau đó cửu trùng thiên thái tử mượn thế một kiếm này thân thể bay lên trên thành quan hắn đứng trong hư không giống như trích tiền từng đạo cuồng phong từ bốn phương tám hướng ùa tới cuốn kim bào của hắn tung bay mà một thân khí cơ của hắn vào lúc này cũng liên tiếp tăng lên giống như hóa thành trung tâm của thiên địa từ trên cao nhìn xuống phương nguyên dừng tay đừng cố đấu nữa có điều lúc này chung quanh vang lên mấy tiếng hát lớn lại thấy mấy vị trưởng lão của bác quan thành và tiên minh nữ thần tướng mạc phi lưu đều dội dàng nhảy lên hư không liều mạng cản giữa hai người bọn họ thậm chí ngay cả các loại pháp bảo đều tế ra bên cạnh, phân biệt nhìn chầm chầm phương nguyên và cửu trùng thiên thái tử quát lên. Nơi này là ma biên, không phải là thiên hạ giang hồ, ngừng từ đấu đi. Từ hôm nay trở đi, kiếm khí trên người phương nguyên cũng chậm rãi thu liễm lại. Hắn đứng trên tường thành, lạnh lùng nhìn thái tử trầm dòng quát. Bất kể là ngươi hay là âm mưu quỷ kê của ngươi cũng đều đừng có tới gần thần quan của ta nửa bước thần sắc cửu trùng thiên thái tử nghiêm lại nghe thấy những lời này của vương nguyên hắn mới ý thức được mình vừa rồi di cản một kiếm đó đã lui đến trong hư không mà vừa lui mình đã ở ngoài thần quan rồi ý thức được vấn đề này sắc mặt của hắn không nghi ngờ gì nữa càng trở nên khó coi thậm chí trong lòng sinh ra một loại khuất nhục hắn hoàn toàn không lường trước được một hồi đỏ sức chỉ tất phải thắng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lại xuất hiện một màn như vậy. Trước đó, bất kể Phương Nguyên có làm gì, hắn đều không thấy không ngoài tính toán của mình. Mình có thể liếc một cái là nhìn thấu hắn, chơi chết hắn, lại không ngờ hắn lại trực tiếp xuất thủ với mình. Điều này khiến cho hắn xuất hiện một loại cảm giác không nắm giữ được. Đây vốn là một cuộc đọ sức nho nhỏ, ngươi lại cứ muốn ầm ý tới mức độ này sao? Không biết trầm mặt bao lâu, Lý Thái Nhất mới nhẹ nhàng lên tiếng nói ra một câu. Cho tới lúc này, khẩu khí của hắn vẫn rất bình thản, thậm chí nghe còn có vài phần ôn hòa. hàm dưỡng của hắn khiến cho trong lòng của hắn dù có cuồng nộ tới mấy cũng không thể há miệng chửi to giống như là người thường. nếu là đò sức vậy thì hãy thuần túy một chút đi. phương nguyên cất kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn cửu trùng thiên thái tử lý thái nhất thanh âm lộ ra vẻ vô cùng vô tư nói: ta thích ma biên chính vì đây là một nơi dựa vào thực lực để nói chuyện tất cả đều phải dựa vào bản sự, phong cách âm mưu quỷ kế, phong dân biến hóa không thích hợp với nơi này. Ta đến Ma Biên là muốn dựa vào bản lĩnh chân chính để mà xây dựng một phen thành tựu, không có thời gian chơi đùa với ngươi nữa. Chương 692 Thần tướng Thủ quan Điện Hạ, lãnh ngọc tỉnh Tâm Hoàng đã mang tới rồi. Bác quan Thành, trong một tòa tiên điện tinh xảo mà yên tĩnh, âm thị bên cạnh cửu trùng thiên thái tử lặng lẽ cầm một hộp đang dược bước nhanh vào trong tiên điện chỉ thấy cửu trùng thiên thái tử đang ngồi xếp bằng trên bộ đoàn ở giữa điện bình thần tĩnh khí sắc mặt lạnh lùng không nhìn ra có chút loạn ý nào dường như lúc ban ngày việc vô lễ của dông tình đảo làm ra không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đối với điện hạ nhưng mà âm thị cận thân này lại không dám lơ là chỉ nhẹ nhàng đặt hộp thuốc xuống trước người của điện hạ cúi người đang muốn lui ra chợt nghe điện hạ mở miệng tướng thủ thành của trấn ma quang đã được quyết định rồi chứ âm thị này nghe vậy vội vàng quỳ dưới đất giái bẩm điện hạ đã được quyết định rồi nô tỳ đã hỏi thăm dông tịnh đảo đạo tử họ phương đó trực tiếp ở lại trấn ma quang mà mạc tiên tử và cổ thiết trưởng lão thì đến bác quan thành sau khi cầu kiến thành chủ lệnh sắc phong được bàn xuống hiện giờ đã đưa đến trấn ma quang chắc là bạch bào chiến tiên đồng ý rồi Cửu trùng thiên thái tử nghe vậy Sắc mặt lạnh lùng nói Chuyện còn lại thì sao chứ Âm thị này lộ vẻ khó xử Ngừng lại một chút mới đáp Chuyện này chưa có định luận Hiện giờ quyền giáp họ quan Đã bị nhốt trong trấn ma quan Nhưng mà trừng phạt cụ thể thì vẫn chưa có Nô tỳ sẽ an bài Tạo áp lực cho bác quan thành Dông tình đảo cho rằng có thể dễ dàng Chiếm được trấn ma quan như vậy Vậy thì đã nhầm rồi Âm thị nói rất âm lãnh tựa hồ cố ý nói âm ngoan như vậy. Chỉ là nghe thấy những lời này, Lý Thái Nhất vẫn không có phản ứng gì. Hắn dường như ngay cả một chút dao động cảm xúc ở trên tâm lý cũng không xuất hiện, vẫn lạnh lùng như ban đầu. Người lùi ra đi. Khi âm thị đang sợ hãi tột độ, đột nhiên Lý Thái Nhất nhẹ giọng phân phó. Âm thị như được đại xá, vội vàng lễ bái tạ ơn, vội vàng rời khỏi tiên điện. Mà Lý Thái Nhất thì đơn độc một mình, ngồi trong tiếng điện trống rỗng, chung quanh là một mảng tĩnh mịch. Hắn khẽ thở một hơi, dường như lúc này hơi thở đang loáng thoáng trở nên nhanh hơn. Đến cuối cùng đã lộ ra có chút dồn dập, nhưng hắn vẫn nhẫn nại, không nói gì. Dường tay ra, mở hộp lãnh ngọc tỉnh tâm hoàng đó, lấy ra một viên, chậm rãi nuốt vào trong bụng, giận công luyện quá. Đây là một loại đan dược, vô cùng hiếm thấy, có thể trấn định tâm thần, duy trì bình thản. Người bình thường cho dù tức giận tới mấy, chỉ cần ăn một viên, chỉ sợ cũng lập tức trở nên tĩnh tâm như nước. Nhưng mà sau khi Lý Thái Nhất ăn một viên, chỉ mấy hơi thở lại ăn thêm một viên nữa. Sau đó hắn giơ tay lên, phát hiện bàn tay của mình đang run rẩy, mắt lại hơi đỏ lên. Bỗng nhiên nhanh chóng lấy đang dược còn lại trong hộp, sau đó vội vàng nuốt bảy tám viên. Sau đó mới ngừng lại, tiếng thở dốc dồn dập giống như giả thú. Qua một ngàn năm nữa, ngươi vẫn chỉ là thái tử. Bên tai của hắn lại đột nhiên gian lên thanh âm của dông tình đảo đạo tử. Thanh âm này giống như trời giáng lôi đình đánh vào trong lòng. Đồ hỗn trướng, sao dám vũ nhục ta như vậy chứ? Lý Thái Nhất đột nhiên hung hăng đánh ra một quyền đập nát hợp dược thuốc. Thanh âm của hắn kìm nén mà thống khổ, điên cuồng mà phẫn nộ nhưng mà ép ở mức độ thấp nhất nhưng trong cơ thể lửa giận vô tận đã bốc lên lãnh ngọc tỉnh tâm hoàng thường ngày đã vô cùng hữu hiệu lúc này hoàn toàn không có tác dụng đối với hắn chỉ cường hành áp chế lửa giận trong cơ thể cả người của hắn đều đang run rẩy quyền đầu chống dưới đất đã nghiền gạch ngọc thành một mảng bột mịn người chỉ là một con kiến hàng môn thôi căn bản ngay cả thánh địa đạo tử chân chính cũng không phải người lấy đâu ra gan mà xúc kiếm sao lại cả gan vũ nhục ta trước mặt của mọi người chứ? Thanh âm của hắn lúc này vẫn rất khẽ, rất nhẹ, giống như giả quỷ. Thân thể là không ngừng run rẩy, trên trán thậm chí nổi gân xanh gầm lên. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết người. Ta muốn đồ diệt dông tình đảo. Ta muốn người biết, ta chính là tiên hoàng của tương lai. Quỳ của tiên hoàng không thể vũ nhục, không thể xâm phạm được. Theo tiếng gầm khẽ của hắn, toàn bộ tiên điện đều xuất hiện bầu không khí quỷ dị khó có thể hình dung từng kiện trang sức chạm ngọc đều lặng lẽ quá thành một phấn dưới lực lượng này bất kể là gì phàm là ở trong tiên điện đều bị loại lực lượng vô hình này bao phủ rõ ràng trong đại điện này vô cùng im lặng nhưng mà lại tạo cho người ta một loại cảm giác như có một đàn già quỷ đang gào khóc điện hả cũng không biết qua bao lâu đột nhiên ngoài điện vang lên một thanh âm rụt rè có chuyện gì mà quấy nhiễu ta vậy? Lý Thái Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ ứa ra máu. Ngay cả thanh âm của hắn cũng vô cùng điên cuồng. Âm thị bên ngoài điện rõ ràng bị hắn khiến cho hoảng sợ. Một lát sau mới nỗ lực duy trì âm thanh bình tĩnh, chỉ là vẫn có vẻ sợ hãi không ức chế nói nhỏ. Tiền minh tỉnh đường trưởng lão tới, hắn hiện giờ đang ở điện, chờ cầu kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Thái Nhất trầm mặt rất lâu, thân thể run rẩy chậm rãi bình phục. Thanh âm của hắn đã khôi phục đến vẻ bình thản như lúc trước, thản nhiên nói: "Được, vậy thì mời hắn vào đi." Từ giờ trở đi, ta chính là tướng thủ thành của trấn Ma Quang. Mà lúc này, trong trấn Ma Quang, trong đại điện phong cách cổ xưa mà sâm nghiêm, Phương Nguyên đã ngồi trên ghế chủ, trước người của hắn quan ngạo toàn nghề lão chấp sự dông tình đảo hai vị trận sư của thiên su môn đổng tô nhi ba vị tuyết nguyên lão ma cùng với hai mươi vị quyền giáp thần tướng của trấn ma quang đều đứng trong đại điện bạch miêu thì nằm trên vai của hắn còn cao hơn hắn một phần đầu gối của hắn trải một tiên sắc tức sắc chỉ bên trên có con dấu của bác quan thành chủ bạch bào chiến tiên mà trên tiên sắc này rõ ràng viết hắn chính là thần tướng thủ quan của trấn ma quang hiện giờ cũng không dễ dàng gì nhìn phương nguyên trên thượng thủ lão chấp sự giống tình đảo và ba vị tiết nguyên lão ma trong lòng đều cảm khái thì ra giống tình đảo đạo tử vào ma biên có được vị trí thần tướng này là danh chính ngôn thuận nhưng mà bởi vì có cửu trùng thiên thái tử đồng thời vào ma biên cũng khiến cho vị trí thần tướng thủ quan này xảy ra có chút khúc chiết hiện giờ mới có được vừa nghĩ tới vì vị trí thần tướng thủ quan này phương nguyên đã đắc tội với cửu trùng thiên bọn họ liền không hưng phấn được nữa cũng là hai mươi vị quyền giáp thần tướng đó đều nhìn phương nguyên với vẻ phức tạp có người ánh mắt lo lắng có người ánh mắt cảm khái còn có người thì mang theo vẻ khinh miệt không dễ phát hiện có điều đại bộ phận vẫn có chút xúc động lúc ban ngày xuất chiến bọn họ không biết lần xuất chiến này của mình lại có thể quyết định nhân tuyển thần tướng thủ quan càng không ngờ là ngoại giới vốn đã thịnh truyền cửu trùng thiên thái tử sẽ trở thành tướng thủ thành mới của trấn ma quan kết quả lại là phương nguyên đối với nhân tuyển này đại bộ phận đều thở phào bởi vì cửu trùng thiên nội tình rất thâm hậu nếu thái tử điện hạ này trở thành thần tướng thủ quan như vậy thuộc hạ quán tất nhiên cũng sẽ đi theo tới chỉ sợ là đám người của mình cũng phải nhường ra vị trí hiện giờ cho bọn họ nhưng phương nguyên thì khác không ngờ chỉ dẫn theo có mấy người tới đây. Còn có không ít người, đều là tu vi thấp kém, không nghi ngờ gì nữa, vẫn phải tiếp tục trọng dụng đám người của mình. Từ hôm nay trở đi, trấn ma quan này sẽ do ta làm chủ, các ngươi đều là thuộc hạ của ta. Phương Nguyên dường như không nghĩ quá nhiều vấn đề, chỉ liếc qua tiên sắc mấy cái rồi để sang một bên, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn lướt qua trong điện nói. Ta không thích những kỹ xạo quỷ quái, nhưng mà cũng sẽ không để người bên cạnh mình chịu thiệt sau này thần quan này chính là chỗ an thân của chúng ta tất không thể để cho nó có gì bất ngờ những lời cụ thể thì để sao hẳn nói có điều hiện tại những quyền giáp thần tướng các ngươi trước tiên ra ngoài đi chuẩn bị vật tư và quân sách sáng mai giao tới đây dường như không ngờ phương nguyên lại nói đơn giản như vậy hai mươi vị quyền giáp thần tướng ngơ ngác nhìn nhau sau đó đều ôm quyền lĩnh mệnh đạo tử chuyện về sau ngươi tính làm thế nào đây đợi sau khi hai mươi vị quyền giáp thần tướng lùi xuống lão chấp sự liền đi tới trước người phương nguyên không che giấu nỗi lo lắng trong đáy mắt của mình nói cứu trùng thiên thái tử đã bị ngư chọc giận rồi chỉ là hắn ý thức được bác quan thành chủ đã chú ý tới nơi này cho nên mới không tranh chấp mà lặng lẽ rút đi nhưng có thể tưởng tượng cứu trùng thiên trên dưới tất nhiên sẽ trả thù điên cuồng đấy tạm thời không cần lo lắng Phương Nguyên lắc đầu nói, nếu vị thái tử điện hạ này thật sự điên cuồng như vậy, hắn cũng không làm được thái tử 1.500 năm, hoặc đã sớm trở thành tiên hoàng mới rồi, hoặc đã sớm bị tiên hoàng hiện giờ tự tay trạm sát rồi. Nói xong, liền lắc đầu cười, hắn kỳ thật, rất nhát gan. Lão chấp sự không nhìn được nhíu mày, đường đường là củ trùng thiên đế tử, không ngờ lại nhát gan sao? Phương Nguyên bổ sung thêm một câu, cho dù trước kia không nhát gan, một ngàn năm trăm năm trôi qua cũng đã quen nhát gan rồi lão chấp sự nghe vậy trầm mặt một lúc lại thấp giọng thở dài bất kể có nói như thế nào một kiếm đó của đạo tử bức lui vị thái tử gia kia tuy đã lập được quy nhưng mà cũng đã gây ra quán thù với cửu trùng thiên không sợ tứ bề thụ địch ở ma biên sao cho dù không chém ra một kiếm đó cũng vậy thôi phương nguyên lắc đầu nói ta mang long hồn chạy đến ma biên vốn sẽ không biết bao nhiêu người đang âm thầm ngập nghẽ, tâm hoài bất quỷ. Ta làm gì hay là không làm gì, những người này đều sẽ không để cho ta yên, cho nên xuất thủ thì vẫn nhất định phải xuất thủ thôi. Lão chấp sự nghe vậy ngẩn ra, thấp giọng nói. Đạo tử không sợ bọn họ tụ lại với nhau sao? Phương Nguyên trực tiếp cười cười nói. Nếu bọn họ không tụ lại với nhau, ta sao có thể một lưới bắt hết bọn họ chứ? Chương 693 Uống rượu chuyện dông tình đảo đạo tử ngông ngên vào trấn ma quang, một kiếm chém lui cửu trùng thiên thái tử rất nhanh đã được truyền bá khắp ma biên phương nguyên đã đạt được mục đích theo lời đồn này xuất hiện thanh quy của hắn cũng thoáng chốc đã đạt được đối với chuyện hai vị thánh địa đạo tử vào ma biên vốn được rất nhiều người chú ý mà những người này cũng biết nếu hai vị thánh địa đạo tử đồng thời vào ma biên giữa hai người tất nhiên sẽ phân ra cao thấp loại chuyện này không liên quan tới thù riêng, chỉ bởi vì bọn họ đều là thánh địa đạo tử, danh chấn thiên hạ. Đồng thời vào ma biên, cho nên tất nhiên không phải là gió đông thổi bạc gió tây, thì chính là gió tây áp đảo gió đồng. Người thắng sẽ danh mãn ma biên, người thua chỉ có thể chờ đợi cơ hội thôi. Chuyện này không khó đoán, cái khó chỉ là không ai đoán người thắng sẽ là dông tình đảo đạo tử mà thôi. Dù sao, một người là cửu trùng thiên thái tử 1.500 năm, căn cơ thâm hậu hơn xa rất nhiều tông chủ của đại tông đương thời. Một người thì chỉ làm thánh địa đạo tử không đến nửa năm, nội tình của hai người này dường như cách nhau quá xa. Nhưng mà người chỉ làm thánh địa đạo tử không đến nửa năm này, đỏ sức công bằng với cửu trùng thiên thái tử, đoạt trấn ma quan vào trong tay thì không nói. Lại một lời bất hòa liền xuất kiếm đuổi cửu trùng thiên thái tử ra khỏi thần quan. Phần khí phách này quả thật là khiến cho người ta vô cùng bất ngờ, thậm chí là lộ ra có chút kiêu ngạo. Nhưng bất kể như thế nào, Phương Nguyên dù sao cũng đã đạp lên đầu của thái tử mà đi lên. Thoảng chốc, danh chấn ma biên không ai không biết, không ai không nghe. Mà theo thanh danh của hắn được tạo dựng, ma biên cũng xuất hiện không biết bao nhiêu tiếng nghị luận âm thầm. Dông tình đảo đạo tử lấy đâu mà ra đảm lượng khí phách, không ngờ dám đạp lên đầu của cửu trùng thiên thái tử. Người này không tầm thường đâu, các ngươi chỉ nhìn thấy người ta xuất thân hàng môn được dông tình đảo nhìn trúng mới trở thành thánh địa đạo tử ai nấy đều nói người ta không phải là thánh địa đạo tử chân chính nhưng mà các ngươi không nghĩ mà xem nếu hắn không có bản lĩnh dông tình đảo sao lại coi trọng hắn thế gian hàng môn nhiều tán tu vô số sao chỉ có một mình hắn được dông tình đảo coi trọng chứ cho dù là như vậy nội tình của hắn vẫn quá nhỏ bé cửu trùng thiên thái tử đâu phải là dễ đắc tội đâu không sai Ngươi xem hắn lập tức thanh danh đại chấn Nhưng không có nội tình Thanh danh như vậy Có thể chống đỡ được bao lâu chứ Tôn lão cửu của ta lấy đầu ra đánh cuộc Không bao lâu nữa thôi Sự trả thù của cửu trùng thiên Sẽ theo nhau mà đến Vị đạo tử này không quy phong được bao lâu đâu Trong bao nhiêu tiếng nghị luận Người cho rằng phương nguyên rất nhanh Sẽ bị cửu trùng thiên chèn ép Thanh danh khó bảo toàn cũng không ít Chỉ là các tu sĩ không ngờ Ngay sau đó khiến cho người ta chú ý nhất lại không phải là phản ứng của cửu trùng thiên mà là một truyền thuyết có người thịnh truyền vị dông tình đảo đạo tử này trận đạo vô sông thiên tư kinh diễm hắn vừa tới ma biên đã thôi diễn ra một trận thế cực kỳ thích hợp cho quân trận ma biên nếu có thể thay thế trận thế cũ thương vong của tướng sĩ ma biên ít nhất cũng có thể giảm xuống ba thành lúc trước hắn chính là mượn trận này để mà thắng cửu trùng thiên thái tử mà nay lại định hiến cho ma biên đổi lấy công quân cực lớn đối với cách nói này các tu sĩ đều biểu hiện ra vẻ hoài nghi nhất định trận thế ma biên đều là lưu truyền từ xưa sau đó trải qua thô diễn ngàn lần của các cao nhân dịch lâu thực dụng nhất cũng tin cậy nhất bất kể dòng tình đảo đạo tử có kinh tài tuyệt diễm tới mấy sao có thể tùy tiện thô diễn ra trận thế thay thế chứ không sai nếu nói hắn có thể lấy ra mấy trận đồ thượng cổ trân quý của dòng tình đảo ta còn tin nhưng mà chính hắn thôi diễn kìa tôn lão cửu ta dùng pháp bảo bản mệnh của ta ra để mà đánh cuộc trận pháp này tuyệt không thể tồn tại đâu khi các tu sĩ đang nhao nhao nghị luận bác quan thành rất nhanh truyền tin tức đến nghe nói trận đồ tên là đại viên nhược khuyết đã được đưa đến bác quan thành do mấy vị trưởng lão sở trường về trận đạo tự mình xem qua dưới một phen thô diễn mấy vị trưởng lão đều trở nên nghiêm túc trực tiếp gặp mặt thành chủ bác quan thành rồi về sau bác quan thành liền có mệnh lệnh truyền xuống lệnh cho chư vị thần tướng ma biên phải coi trọng việc này mau chóng tới trấn ma quang cầu trận đồ diễn luyện trong quân bạc thác đạo hữu có hứng thú thế à ma biên một nơi non xanh nước biếc hiếm thấy đang có một vị nam tử trung niên áo trắng ngồi trước hồ nước màu đen thả cầu nhìn thì có vẻ rất phong nhã chỉ là một thân thiết quyết chiến ý lại bất kể là hắn mặc giáp hay là thai tiên bào nhẹ nhàng đều không thể che giấu thả câu nửa ngày một con cá cũng không câu được bởi vì cá bị sát ý trên người của hắn bức bách đều trốn vào trong góc mà run rẩy nhưng nam tử trung niên áo trắng này cũng không để ý vẫn hứng thú dạt vào ở đó mà hù dọa cá thân vệ bên cạnh cũng không dám quý rậy nhưng mà trong không trung lại bỗng nhiên vang lên một tiếng cười phá vỡ không gian yên tĩnh này nam tự áo trắng ngẩng đầu bất đắc dĩ cười nói có chuyện gì mà đáng để ngươi vượt qua mười vạn dặm đến thế trong không trung một vị lão tu thân mặt giáp tím cười ha hả hạ xuống trên người của hắn cũng dấn vít sát ý không thể che giấu ngồi xuống bên cạnh hồ dọa cho cá đều chui vào trong bụng hắn cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống một tảng đá bên cạnh lấy trà của tướng quân áo trắng uống một ngụm lại cầm một vị quả trực tiếp bỏ vào miệng lúc này mới lao miệng nói ma biên vốn là nơi sát phạt chỉ có quái đảng như ngươi mới dùng một tiểu thế giới để làm nơi thả câu thôi tướng quân áo trắng có chút ghét bỏ nhìn lão tu tự giáp nói lão già ngươi không trốn trong vĩnh dạ quan của ngươi uống rượu đánh bại chạy tới bích thủy quan của ta làm gì chẳng lẽ ngươi nhàm chán quá nên học thói la cà sao Tướng quân giáp tím cười nói, Ngươi, đừng có giả bộ hồ đồ nữa, ta đương nhiên là tới hẹn ngươi cùng đến trấn ma quang xem trận thế đó. Thứ đầu rỗng không có não đó mà ngươi cũng tin sao? Tướng quân áo trắng cười khinh thường nói, Chỉ là người trong thánh địa tạo thế cho đạo tử của bọn họ mà thôi, nếu thật sự có trận thế thần kỳ như vậy, còn có thể đến bây giờ mới được người ta thô diễn sao? Càng không thể chỉ là một người thanh niên mới tu hành được 30 năm thô diễn ra Chắc đây là thủ pháp lôi kéo người của dòng tình đảo mà thôi. Hôm qua, Cửu Trùng Thiên phái người đưa tới mấy đạo trận quyển cổ thất truyền. Ta nghiên cứu một phen, cũng rất có ích. Đã nhận rồi, về phần trấn ma quan này, ngươi tự đi đi. Tướng quân mặt giáp tím nghe vậy, cũng không bất ngờ cười nói. Ngươi, 900 năm trước, từng nhận ân huệ Cửu Trùng Thiên. Hiện giờ, hướng về bọn họ để mà có thể lý giải. Chỉ là, ngươi có nghĩ tới không? đại viên nhược khuyết trận đó có lẽ có thể là thật đó. Tướng quân áo trắng hơi ngẩn ra, nhìn tướng quân giáp tím với vẻ nghiêm túc nói. Đây không phải là đang bài bạc, ngươi đừng có bốc phét. Tướng quân giáp tím nói. Đó là tin tức của ngươi không linh rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết, đại viên nhược khuyết trận vừa xuất hiện không chỉ một đám cổ giả bác quan thành, đều mỗi ngày ôm không buông tay. Thậm chí, ngay cả dịch lâu thiên cơ tiên sinh, một trong ba cửu văn đương thời cũng đều chuẩn bị tới Ma Biên, tự mình đến gặp người thanh niên sáng tạo ra đại viên nhược quyết trận này à. Tướng quân áo trắng nghe vậy, trầm ngắm một lúc, đột nhiên thu cần câu nói. Đi! Tướng quân giáp tím cười nói. Nè! Ngươi không cố kỵ cái nhìn của cửu trùng thiên à? Tướng quân áo trắng lạnh lùng nói. Cửu trùng thiên từng giúp ta thật, nhưng mà lúc đại kiếp đến, cần giữ mạng cũng là thất má. Tình cảnh tương tự vẫn phát sinh ở các nơi Ma Biên thế lực của cửu trùng thiên so với dông tình đảo thì nhiều hơn nhiều. Kinh doanh ở Ma Biên cũng khổng lồ khó có thể hình dung. Dưới sự áp chế âm thầm của bọn họ, dông tình đảo đạo tử, cho dù thanh danh của gian tới mấy, cũng không có được bao nhiêu ủng hộ, thậm chí phần lớn là mâu thuẫn với nhiều người. Nhưng mà không ngờ, theo thanh danh của đại viên nhiều khuyết trận đó truyền ra, bắt đầu có càng lúc càng nhiều người đặc biệt chạy tới trấn Ma Quang xem trận pháp này. Mà theo càng lúc càng nhiều Nhìn thấy trận pháp này, thanh danh của trận pháp này cũng càng lúc càng vang lên. Ở trên Ma Biên đã hình thành một cổ phong trào, phong trào mà bất kỳ ai cũng không thể áp chế, không thể ngăn chặn. Mắt thấy người chạy tới trấn Ma Quan cầu trận đồ càng lúc càng nhiều, Phương Nguyên cũng lộ ra có chút bực mình. Lúc đầu người tới chơi, hắn cũng tự mình tiếp đãi, cũng chính miệng chỉ điểm biến hóa trận thế cho bọn họ, nhưng mà đến về sau, người đến càng lúc càng nhiều không chỉ là thần tướng cát lộ còn có rất nhiều cao nhân trận đạo của ma biên thậm chí là một số quyền giáp thần tướng đóng ở quan khẩu nhỏ hắn liền có chút bực mình thế là gọi hai vị trận sư của thiên su môn tới dạy kỹ một lượt bảo bọn họ đi dạy lại tạo nghệ trận đạo của hai vị trận sư tất nhiên không cao miễn cưỡng có thể đạt được tiêu chuẩn đại trận sư nhưng ra vẻ ta đây lại thêm đại viên nhược khuyết trận này của phương nguyên vốn chính là một loại trận pháp đơn giản nhất chỉ là biến hóa trong đó rất khó lường có khác biệt với trận đạo hiện tại mà thôi bởi vậy hai người bọn họ cũng học được thông thấu sau đó hai người cuối cùng cũng không cần chạy loạn khắp nơi tìm người bốc phét nữa bắt đầu mỗi ngày ngồi trong diễn trận điện của trấn ma quang chỉ điểm mỗi một vị thần tướng đến học trận thế hai vị lão đầu tiên phong đạo cốt khí độ hơn người ngồi đó thật sự có thêm mấy phần vị đạo cao thâm hơn nữa, bọn họ mỗi khi thấy một người đều sẽ bình tĩnh lạnh lùng chỉ ra, trận này chính là hai người bọn họ đặt tên, cho nên sau khi kiến thức được sự tinh diệu của đại viên nhược khuyết trận, tên của hai vị thần bí đại sư này cũng dần dần được truyền ra trong ma biên. Đại viên nhược khuyết trận đó thật sự vô cùng thần diệu, biến hóa trong đó cũng đơn giản, không khó lý giải, nhưng mà rất khác với trận đạo hiện dùng ở trên chiến trường, rất là kỳ diệu. Hiện giờ Phi Nham Quang, Dính Già dạ Quang, Bích Thủy Quang, tất cả đều đang luyện đạo trận pháp này. Mấy đại thần quan khác thì cũng phái thần tướng đặc biệt tới cầu trận, nghe nói chuẩn bị mở rộng trong quân. Thật sự là không ngờ, dông tình đảo đạo tử trẻ tuổi như vậy lại có bản lĩnh trận đạo lớn thế à? Có lời đồn, trận này vốn là của hai vị trận sư trong trấn ma quan của hắn thôi diễn ra, hắn chỉ là lấy tiếng thôi. Ừ, đúng thế, Hắn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể thô diễn ra trận thế kỳ diệu như vậy chứ? Nếu hắn tự mình thô diễn ra, tôn lão cửu ta, làm sao? À, không có gì, U, uống rượu đi. Các bạn vừa nghe xong tập 148 Đại Kiếp Chủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.